always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Xin chào các bạn. Thì các bạn ơi, chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với lại siêu phẩm Bugatti Chiron tự chế em nhé. Thì trong tuần vừa qua chúng ta có một cái sự kiện rất là vui mừng, đó là chúng ta vừa cán cột mốc 1 triệu người đăng ký anh em ạ. Đấy, thì mình rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình để chúng ta đạt tới cột mốc ngày hôm nay 1 triệu follow. Đấy, rất là vui. Thì bọn mình cũng có ăn mừng trên kênh ẩm thực chế xe. Anh em có thể là ghé kênh đó để là giao lưu cùng bọn mình em nhé. Đấy, rất là cảm ơn em rất là nhiều. Thì trong tuần này chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện một số cái chi tiết hạng mục cho chiếc Bugatti Chiron này để nó được hoàn thiện hơn. Nói chung là còn nhiều lắm anh em ạ, còn nhiều công đoạn cần phải xử lý lắm. Thì đây, hôm nay chúng ta vừa về một cặp xi lanh, một cặp xi lanh điện này. Chúng ta có lẽ là sẽ nghiên cứu cái phần chi tiết cánh gió ở phía sau của chiếc xe anh em nhé. Chi tiết cánh gió khí động học anh em ạ. Đấy, một cặp xi lanh này mình mua là 2,5 triệu anh em ạ. Thì cái này là xi lanh 12V nhé, 200mm này, nó là 20 phân đấy. Đây là hành trình của nó là 20 phân anh em ạ. Trọng tải cũng khá là ok rồi, nếu mà anh em theo dõi cái clip trước về phần ghế đấy. Đó, hai xi lanh này chúng ta sẽ hoàn thiện cho chi tiết canh gió. Khá là ổn áp đấy. Rồi, chúng ta sẽ lên phương án cho cái chi tiết canh gió này. Đây là chúng mình đang phác thảo hệ thống xi lanh. Nói chung là mô phỏng lại dựa theo là Bugatti đấy. Đó anh em ạ, sẽ lắp đặt xi lanh vào hai cái lỗ trống này. Hai cái này, hai cái tay này mình sẽ đấu chung, xong đó xong là làm cái công tác để vào đạp vào phanh. Khi đạp phanh nó đẩy lên, tức là nó sẽ tăng cái khí động học, tức là tăng cái lực ép xuống để giúp con xe nó đỡ bị, tức là bông lên trời đấy, bông lên trời. Ông cháu xem video của nhà sản xuất đấy, người ta bảo lại độ bám dính của bánh xe khi phanh ấy. Ok. Thì cơ bản là chúng ta sẽ nghiên cứu làm sao cho chi tiết canh gió này
khi đạp phanh nó sẽ nâng lên như thế này anh em ạ. Đấy, thì sẽ phải sử dụng đến các xi lanh thủy lực này. Đấy, sẽ lên lên xuống xuống. À, lên vợ. Thì nói chung là nó sẽ có các nguyên lý cũng khá là phức tạp đấy, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nghiên cứu hoàn thiện anh em nhé. Đấy, và đó là cái chi tiết chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện trong tuần này. Nếu mà xong kịp thì chúng ta sẽ tiến hành các hạng mục khác còn nhiều lắm anh em ạ. Kính chắn gió này, vô lăng, nói chung là còn khá là nhiều. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi video của mình để xem chúng ta hoàn thiện tới đâu nhá. Yeah.
see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành là cắt cái phần lưng của chiếc Bugatti Chiron này ra chú ạ. Để tiến hành là có không gian để lắp đặt cái các chi tiết mà xi lanh cho phần cánh gió này. Với lại là sau này mình có mà thao tác khi xử lý về vấn đề máy móc này, nó gọi là có cái không gian để mình xử lý. Khi mà mình trước khi mình cắt là mình đã phải đính lại hai bên ốc để giữ lại cái form đuôi này. Khi nhấc cắt ra xong nó nhấc cái hộp này ra là nó vẫn giữ nguyên form. Xong khi nó rộng rãi ra một phát, mình bắt đầu làm lại hết toàn bộ khu vực này để cho nó ổn định. Xong là mình mới có không gian để mình làm cái khu vực đuôi cánh gió. Lúc nào sẽ phải tách cái một cái mảng này ra. Là chúng ta sẽ tiến hành cắt toàn bộ thôi. Tức là mình sẽ kẻ, mình sẽ cắt hai đường thẳng hai bên này theo cái đường sống này này chú ạ. Đó là bóng ra cắt theo cái form này, theo cái đường xe như kiểu xe rêu đấy. Nhưng mà xe rêu nó có cái phần nắp capo đằng sau phải không? Tao nghĩ có chứ nhỉ? Không biết là nó có hay không, nhưng mình chỉ thấy là nó có hình ra đấy, nhưng không biết khi thấy người ta bật lên. Tức là xem những cái phiên bản người ta review đấy thì không thấy cái có phát nào để nhấc cái cụm này ra cả. Nhưng mà nó có cái đường G này, tức là nó từng mảng vỏ body đấy. Yeah, cháu nghĩ là nếu mà có cái phần G đấy thì chắc là nó cũng sẽ không phải có chi tiết mình bóc tách được ra. Có chứ. Thế chắc, đến cơ mà người ta xử lý động cơ hoặc là sẽ có vấn đề gì đó nữa, chứ không thể nào mà liền mạch được phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì nên là mình khi mình thao tác bóc tách cái phần mảng ra thì nó cũng khá là hợp lý, và nó cũng kiểu có giống cái phiên bản thật đấy, chứ không gọi là không thay đổi một chút nào nhỉ. Đúng rồi. Thực ra thì cơ đầu thì mình chỉ làm vào về để cố định phần form, phần body. Xong giờ là mình bắt đầu mới bóc tách được ra từng mảng một. Mảng nào cần, ví dụ như xe mình thì mình mảng nào chi tiết cần tháo lắp thì bắt buộc mình phải bóc tách. Còn ví dụ như cái form bên này, form hai bên hông xe này, có khả năng mình vẫn giữ cố định được. Đấy, bởi vì sự hoạt động của hai bánh xe hai bên càng A thì mình vẫn còn nâng được lên là mình vẫn xử lý được. Còn như form này thì mình phải cắt để nhấc ra. Xong khi đó mình lại lắp vào thành G nguyên bản, gần như xe lắp lại xe view đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt ra. Để nguyên vậy nhá. Nhưng mà trên đỉnh này, trên đỉnh đấy thì tự muốn tay cái điều chứ. Rồi rồi đấy được.
khoan ạ, từ từ để xem nào. Lên cái đường này là phải theo bên trên đi một tí để cho nó thẳng form. Tức là ở giữa này thì chưa đặt đá cắt ở giữa chứ, tại vì đường này nó cong. Ừ. Ở giữa này. Đấy. Vậy cắt nha. Luôn ở đây à? Cứ cắt theo đường của nó đi, đuổi. Nhưng mà mình đuổi theo đường nhá. Gọi là ngoài mép này thôi. Ok. Đuổi theo mép thôi. Đừng vào giữa đường chỉ. Rất là dày các bạn ạ, mà chúng ta phải nắn chỉnh cẩn thận, như đây nó là một cái chi tiết rất quan trọng đấy. Nó đi từ từ, đi từ từ, vừa tay đâu, cầm hai tay vào mà cắt. Rất dày này. À, vậy nó mới cứng. Nhấc lên, nhấc máy lên. Đấy, đúng rồi. Nhấc máy cắt ở giữa. Rồi. Lại đuổi từ đây đuổi đi chứ đừng cắt ở đây, là cắt một đường một lưỡi thôi xong là bỏ, xong bắt đầu mới lại đặt đuôi lưỡi bắt đầu sang bên kia chứ đừng luyến theo nó. Vừa nó quá đấy, vừa nó quá vào vỏ, nó quá vào đấy. Rồi, ok, tắt đi đã. Đấy, đây em ạ, cái phần chi tiết mà kiểu cái phần gập ấy thì mình phải đặt cái lưới cắt lên bên trên này luôn. Thì nó có, ví dụ mình mà đi thẳng ấy thì nó sẽ lẹm sang bên này, thì cái điểm giáp danh này nó sẽ hở ra to, cái độ hoàn thiện nó không cao, và khi mình mà muốn hoàn thiện ấy lại phải xử lý lại thì nó khó, rồi mất thời gian đấy. Thì tăng cái độ thẩm mỹ thì chúng ta nên có phải làm cho nó thật chuẩn xác ấy. Tại vì ngày xưa phần cửa nó cũng kiểu vậy mà. Được chưa? Ok. Cái đấy phải cắt một phát ở giữa, xong bắt đầu mới cắt ở đấy một lưỡi, xong là nhấc lên không đi tuột ra thì đấy được. Chúng đang đào tạo cho kỹ sư tương lai. Será muy egoísta a ti desearte el mal. Yeah, tengo a la buena y la mala pa' él. Yeah, soy como turista visitando el mar. Yeah, con otro solo que no así. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, estoy loco de tus besos. Yeah, baby, por ti es que rezo. Yeah, no sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo. Y él al final soy como tú. Él te tiene como yo, yo la no sube, la no baja. Tháo phần lưng thì ra, thì tay ra một số để chúng ta làm một cái nghiên cứu, ta sẽ trong này.
Ra đấy, ra đấy. Rồi nhấc ra luôn chưa nhỉ? Nhấc ra luôn chú nhé. Cho ra đi. Đấy, đi khá chắc đấy. Chứ nó vẫn kích. Nó vẫn. Cái này cắt xong rồi chúng ta lôi ra. Lôi kích. Rồi, bắt đầu nhấc lên. Ôi. Đấy, động cơ ông ta đấy. Lâu ngày không nhìn thấy động cơ nhờ. Ôi rồi. Thôi lên trong này. Cho xuống. Quả động cơ trong. Cái này phải xử lý lại hơn ạ. Xử lý lại hết cái bụi đi. Máy hút bụi rồi, còn máy thổi rồi, thổi hết đi rồi. Thì đấy các bạn ạ, chúng ta đang lộ ra một cái chi tiết đó là động cơ trông chúng khá là lạ. Con này khá là ok, trông rất là mới. Yeah, lâu ngày kiểu mình thao tác khá là nhiều những cái chi tiết liên quan đến bột composite ấy, thì hiện tại bên trong này em nhìn xem trông nó khá là bụi bặm. Bây giờ có lẽ là thế phải tiến hành cũng vệ sinh qua nữa chú ạ. Trông nhất là chúng ta vệ sinh cái máy này, xong rồi bọc lại cái chế này. Lỗ rồi không nhìn thấy cái khoang máy này luôn ấy nhỉ. Trông có khả năng phải đến một 4 tháng hoặc 4 5 tháng. 4 5 tháng hay các bạn. Nửa năm. Một cái hợp lý nhỉ. Mình lắp cái phần nắp cao cốp đằng sau này mới có hợp lý. Thì đôi khi có hỏng góc hoặc là có một cái vấn đề gì đó trục trặc liên quan động cơ thì chúng ta sẽ tiến hành là tháo ra như này đi. Yeah. Thấy như vậy đã ổn chưa? Ổn. Khá là rộng lắm. Sẽ phải thiết kế phần G ở đây chú ạ. Phần G ở đây mình lắp cái phần cốp cái bàn ấy. Thì việc lắp về xong mình bắt ốc. Chứ mình sẽ không làm như kiểu bàn lề đâu. Tại vì cái chi tiết của con xe thật thì nó cũng chắc nó cũng không có bàn lề chứ nhỉ. Nó sẽ không mở ra như kiểu cốp đâu. Thì nó là một khoang lắp ghép hay sao? Khá là ổn đấy. Nó là có cây sắt đây. Cây sắt đó là cây của cái này. Đấy. Cơ bản là cái khoang động cơ của chúng ta đã lộ diện anh em ạ. Để sau khoảng độ là 5 tháng bọn mình tập trung làm body những cái vấn đề xung quanh thì hôm nay mới nhìn lại cái động cơ của chúng ta đấy. Thì cái cốp này khi hoàn thiện thì rất dễ dàng cho mình thao tác những cái lúc mà máy móc có trục trặc hoặc là có gặp vấn đề sự cố gì anh em ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là công đoạn tiếp theo thôi. Thì qua hơn xử lý qua nhỉ. Xong cái này mình làm xong cái phần canh gió gọn gàng, bắt đầu mình lại phải đánh rửa đi xong là xịt lại một lớp sơn nhẹ nhẹ nữa để cho nó đảm bảo. Bỏ trong máy. Trong cái phần này thì sơn nó chỉ cần vệ sinh hết cái lớp bụi thôi. Có cần vệ sinh không? À có cần xịt sơn không? Không. Rồi trước là mình xịt lớp sơn rồi mà. À vậy gì? Chứ mình xịt lớp sơn rồi cơ, mình chỉ cần vệ sinh qua đây. Cái này là chủ yếu là cái lớp bụi mà khi mình làm ấy thì nó dính vào ấy thôi. Nó dày chưa? Dạ. Yeah. Lớp này dày khoảng ly luôn. Dạ. Yeah. Cơ bản là đôi sóc này rất tốt, chịu lực được cho bao nhiêu là trọng tải con xe này. Nó sẽ phát được nước đi rồi, không sợ nữa.
Bộ sóc này trông như kiểu con tôm hùm vậy chú ạ. Trông như kiểu tôm hùm Alaska đấy. Trông khuyết nhỉ. Đấy các bạn ạ, sau khi một chúng ta xử lý qua, rửa qua thì hiện tại là trông nó khá là ổn hơn rồi. Tại vì trong thời gian vừa qua chúng ta đã để nó khá là bụi bặm, tại vì thao tác khá là nhiều. Đấy, hôm nay tiện thể là khi tháo phần cốp ra cũng xử lý qua. Đây mọi người ơi, thì đối với cái xi lanh này thì chúng ta có thì trông nó hơi mỏng manh so với lại chiếc Bugatti. Với lại cái form nó thì chưa được chuẩn đấy. Nên là chúng ta sẽ thiết kế một cái bộ vỏ bên ngoài. Đây. Cái vỏ này thì cũng mô phỏng lại dựa theo là hình dáng của chi tiết cánh gió Bugatti anh em nhé. Thì nó sẽ đây sẽ là cái phần mình lắp xi lanh vào bên trong cái ống này. Còn xe ống bên này sẽ là ống phụ anh em ạ. Nó sẽ cũng là đóng vai trò làm trụ ấy. Đấy, đặt vào đây. Còn ống còn lại này thì chúng ta sẽ tiến hành là như này đây. Ống còn lại này sẽ là kiểu ống phụ thôi, nhưng mà nó sẽ đóng vai trò cũng khá là quan trọng. Nó sẽ làm trụ đỡ, mình sẽ một cái cây trụ đỡ ở đây. Tức là nó sẽ định hình cái chiều lên của phần xi lanh cũng như là tăng cái độ cứng chắc cho hệ thống xi lanh này. Đấy, trông khá là uy tín anh em chưa. Bên trên này chúng ta sẽ có cái phần vòng bi ở đây, nó sẽ tạo cái kiểu mắt trâu ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là bả vào. Bả ma tít nhá. Anh em nhìn xem. Rồi. Đây là tự chế luôn em nhé. Đấy, chú mình chế. Đó, bây giờ sẽ phải bả hết những cái chỗ mà nó còn gập ghềnh này vào nhá, để cho nó mịn đi. Mọi người thấy uy tín chưa? Bả thôi mọi người. Đây là bả ma tít của chúng ta anh em ạ. Thì bả ma tít này sử dụng khá là nhiều trong các car ô tô, người ta sẽ sửa chữa những cái vết xước cũng như là khá là nhiều các hạng mục cần bả ma tít. We'll be right back.
13 không được đâu, phải cho xuống. Phải canh thế, phải tính không? Phanh để mà phanh người lên cao. Cắt hành trình đi thôi. Thế thì nó đẩy cái bát này lên đi. Đấy. Không. Đấy các bạn ạ, sau khi mình đã lắp hai cái xi lanh điện này để đẩy hết cánh gió thì bây giờ mình sẽ phải lắp thêm hai cái ti vào hai bên này để đẩy cả trọng lực chung của cánh gió này lên. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ cố định tạm thời vào để cho họ hoạt động trơn tru đã. Sau khi đó mình sẽ cắt rồi thì sơn lại hết những cái bộ phận mình đã hàn. Đấy, những bộ phận này mình chưa hàn này, rồi cũng chưa làm cẩn thận đẹp đẽ lắm. Xong cho nó hoạt động nguyên lý đàng hoàng xong mình sẽ xử lý lại. Khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp công tắc này vào phanh anh em ạ. Và bây giờ chúng ta mới chỉ trong quá trình thử nghiệm thôi. Done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling.
Cause you love to have him all crying. Gonna be sweet day, telling me you need me. But I'm from a city that's high school. I give him this and the more I go. Cause you a bad money, she don't love money. She break grass real fast like I'm running. When I swim down to the deep end, turning on all my secrets, honestly. Can you keep it real, cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy, I can see it in your eyes. I've been running around, too bad, I've been sticking out your mind. I know you're like your heart, I'm from your head. I understand how you're taking all the time. Thấy con hôm nay được lắc lưng, Trường vẫn chưa thiết kế thành bát để cố định đâu. Và lắc lưng thẳng người vào đấy. Rồi. Oh, and maybe when I take it all, I feel it coming down too strong. Cause I want ya, and it's hard to resist cause I need ya. And it's hard to be here cause I believe ya. Hold me tight, holding on tonight. Hold your cup up, make it to your clean and proper. Where I'm moving, a weekend lover. You gonna be on your mind forever. Thì hệ thống điện đóm bây giờ anh em mình vẫn phải dùng hai sức người anh em ạ. Vẫn trong quá trình hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện sẽ lắp vào cái cụm phanh này. Để khi đạp phanh nó sẽ được đẩy công tắc. Ăn luôn. Nó sẽ lên xuống. Đấy. Cậu nhìn xem nó có xuống nhá. Lên xuống đàng hoàng luôn. Đẹp luôn. Ok luôn. Hệ thống điện là lắp trực tiếp vào đây luôn. Lên thế nào? Hất lên. Hất lên. Rồi. Thôi để em biết là đừng bật lên bật xuống đó. Cái tầm này đủ chưa chú? Có cao không? Không, tầm này là vừa đẹp đấy. Tầm này là vừa đẹp nhưng mà bây giờ nó bị hơi hành trình của cánh chó ti xi lanh điện này nó hơi bị lệch. Thế mình phải nghiên cứu rồi thiết kế nó lại. Để cho nó chung lại. Hai bên nó lên nó chung hơn. Thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà khi đi như thế này là nếu theo như nguyên lý xe riu ấy thì nó đạp xe mạnh là nó vào đây nó án gió. Đạp phanh ấy, đang chạy mạnh tốc độ đạp phanh nó án gió, nó ép. Nó ép cả xe xong nó cái bắp, cái lốp đấy nó bám vào đường. Sức đì nó lốp nó bám đường. Nó tác động gió từ cái khoang này ra nhỉ. Sống lưng này. Nó sống lưng nó nuốt theo sống lưng. Ép xuống thì nó tăng độ bám đường với lại tốc độ của dừng nó dễ hơn đấy. Đấy, nó bám nó xuống lốp xe mà. Xuống riêng ấy. Lốp xe nó đè xuống. Để đoạn này vậy thì đẹp cực kỳ luôn. Bởi vì nó cân. Xuống phải xuống cái trên trước. Tức là nguyên lý hoạt động của điện thì chưa làm được ổn định. Thì sẽ bị lên xuống nó không được cân cho lắm. Nó hơi bị khập khễnh. Xuống là lên lại xuống lại đi. Rồi xuống lại, xuống là được. Cơ bản chắc như cũng khá là ok đấy chứ nhỉ. Ok.
ok đó. Nguyên lý hoạt động là nó lên cả cụm xong nó hất được cánh gió lên là đẹp không? Cái bên kia chỉ cần thấp một chút là được. Ừ, được. Nói chung khá là ổn. Lên lại cánh gió đi Hưng ơi. Lên đỉnh hết lên. Rồi, nè. Hất lên, hất lên. Đấy. Mọi người anh em cứ bổ yếu cực chắc luôn. Hai người rút một lông bao giờ phải. Cho nên là nói chung để mà so với bản gốc thì chắc cháu nghĩ không là thể nào cứng được. Cái gốc là carbon với lại là các xi lanh độ cứng lắm. Nhưng mà kiểu của mình lại đi cái tốc độ của mình là khoảng độ 300 cây trên giờ thì cũng không đến mức và cần phải cứng quá, phải không chú? Đúng rồi. Cái này thí dụ phải gió giật cấp mười mấy thì nó mới bay được. Mình chạy không đến 300 cây. Khá là ổn. Đấy mọi người ơi, chúng ta vừa hoàn thành một cái chi tiết gọi là cánh gió khí động học cho chiếc Bugatti Chiron này. Nói chung là mới chỉ là nguyên lý thôi, còn khá là nhiều những hạng mục, đặc biệt là điện đóm này, phần hệ thống điều khiển để chúng ta cần hoàn thiện thêm. Thì nói chung là mất khá là nhiều thời gian trong một tuần vừa rồi thì mấy chú cháu đã phải nghiên cứu khá là vất vả về cái hệ thống là nâng này, nó có hai tầng mà anh em ạ, hai cái kiểu hai hành trình khác nhau. Thì bọn mình đến ngày hôm nay thì cũng đã hoàn thiện cơ bản được cái form của nó rồi anh em ạ. Thì hiện tại là mọi người có thể nhìn thấy là chi tiết cánh gió khí động học đấy. Trông khá là ổn á. Hưng đi ok không? Quá ok. Quá ok. Nói chung là nó cũng chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng mà những cái chi tiết nào mình đáng khắc phục thì mình sẽ khắc phục lại sau các bạn ạ. Thôi thì chúng ta cũng trong một tuần vừa qua tất cả 3-4 anh em chú cháu cũng đã làm hết sức mình để có một cái video clip cho anh em xem. Thôi chung là kỹ rất kỹ sư trưởng của chúng ta anh em ạ. Đấy, kỹ sư trưởng đấy. Đây là kỹ sư điện. Còn hôm nay là kỹ sư nhất là cameraman. Kỹ sư trưởng này có bằng, kỹ sư điện này có bằng nhưng mà toàn đấu chập điện thôi anh ạ. Mất mấy xi lanh rồi. Đấu nè. Ok, thì vừa rồi cũng là toàn bộ những cái nội dung mà mình hoàn thiện cho chiếc Bugatti trong tuần vừa qua anh em ạ. Chi tiết cánh gió khi động học phía sau. Đấy, nói chung là cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bây giờ có lẽ mình cũng xin kết thúc clip vào đây thôi mọi người ạ, tại cũng khá là dài rồi. Hy vọng là tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cho chiếc Bugatti Chiron này để được hoàn thiện hơn. Cảm ơn rất là nhiều những đăng ký kênh cũng như là để lại comment của anh em ở dưới phần bình luận để cho mình có thêm ý kiến để hoàn thiện chiếc xe anh em nhé. Bye mọi người, hẹn mọi người ngày mai. Bye mọi người. 'Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.